Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh ô tô cũ Hùng Mê Linh. Và hôm nay lại là một chuyên đề chuyên quay về dòng Hyundai kết nhập đấy các bạn này. Chiếc đầu tiên màu vàng cát sản xuất năm 2009, không taxi dịch vụ đây các bác này. Hàng đẹp mới về. Bác nào yêu thích cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc thì hiện giờ bên mình có 3 chiếc Hyundai Getz các bạn nhé. Đời từ 2008 đến 2010. Hôm nay mình sẽ làm một cái video tổng thành để giới thiệu với các bạn về tất cả 3 chiếc Hyundai Getz đang có tại cửa hàng ô tô cũ Hùng Mê Linh. Bác nào yêu thích bất cứ chiếc xe nào thì liên hệ ngay cho mình theo số hotline 0913660299. Và đây chiếc tiếp theo 2010, không taxi dịch vụ một ngày, đời chót các bạn nhé. Full đồ chơi quanh xe màu bạc, tư nhân chính chủ biển của Vĩnh Phúc đây các bạn này. 2830, zin từ A đến Á đây các bác nhé. Cam kết các bạn xe không taxi, không đâm va, không thủy kích. Đợt này 3 chiếc toàn là hàng tuyển hoa hậu mới cập bến thôi. Cửa thân vỏ đây các bác cứ xem qua video, vì làm video tổng thành thì chắc chắn nó sẽ không chi tiết 100%, nhưng chắc chắn sẽ đạt 80-90% để các bạn thấy nó độ chi tiết. Còn bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Và chiếc cuối cùng sản xuất năm 2008 đây các bác này. Chiếc này là số AT các bạn nhé, full đồ chơi quanh xe, tư nhân một chủ sử dụng từ mới đây các bác này. Đúng đời đúng biển các bạn nhé. Có 3 màu để các bạn lựa chọn từ số sàn cho đến số tự động. Và chiếc đầu tiên mình sẽ đi vòng quanh một lượt để các bạn quan sát phần ngoại thất này. Màu này nó tô điểm lên cái một cái màu xe nhìn rất đẹp các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát phần ngoại thất của em nó này. Sơn xi bóng nhẫy. Cam kết các bạn là zin hết này. Và cua lốp này. Ghét đẹp, ghét xấu nó đẹp từ cái cua lốp đây các bác này. Và đây. Ba bộ lề này zin hết này, gầm sáng choang. Chỉ có đôi ba chỗ phai mờ theo thời gian thôi các bạn ạ. Ghét đẹp hay xấu nó thể hiện trên chính hình thể bên ngoài các bạn nhé. Mà nhất là cái dòng số tự động này thì các bạn yên tâm luôn về chất lượng luôn, vì những cái số tự động này là dành cho những người có điều kiện, người ta mua để đi gia đình thôi, chứ còn không ai mua số tự động để chạy dịch vụ cả các bạn này. Đèn đóm zin hết, thân vỏ keo chỉ zin tuyệt đối. Đây, từ cái lá răng này chưa phải một giọt sơn ta nào các bạn này. Cua lốp hai bên nó còn nguyên. Ở đây các bạn quan sát ra ba bô lê này, ba bô lê bên bên lái này, gầm sáng choang đấy các bạn này. Ở đây 2008 các bạn nhé. Và chiếc này các bạn quan sát chỉ cánh đầu tiên này, keo chỉ không mất một phân nào, đồ nhựa còn rất tươi mới đây các bác này. Chiếc xe này máy số zin các bạn nhé, và nội thất cũng zin đây các bạn này. Nội thất là nội thất lỉ nguyên bản theo xe. Và trần này, trần là trần lỉ đây. Đấy. Trần lỉ màu tàn thuốc này các bạn này. Và ốc bản này, bên lái đây các bạn này, chưa chạm cà lê mỏ lết, khóa cửa còn sáng choang, tem mác còn nguyên. Và để giới thiệu các bạn là dòng Hyundai Getz nhập Hàn được trang bị khối động cơ máy cơ là máy 1.4, cho nên là chạy rất khỏe các bạn nhé. Rất phù hợp với các bạn ở trên những cái vùng cần cái khối động cơ khỏe khoắn. Đấy. Số AT đây các bạn này, nội thất nguyên bản, keo chỉ không mất phân nào, và đặc biệt cái dòng số tự động thì có điều chỉnh ghế cao thấp đây. Chiếc xe này mình mua được của bác này, bác ấy mua cho vợ, bác ấy là cục phó cục đăng kiểm Việt Nam đây các bạn này. Không tiện mà lêu tên như các bạn quan sát này, chỉ này zin tuyệt đối hết, lòng trong canh cửa sơn zin tuyệt đối. Đấy. Đồ nhựa của dòng Hyundai Getz thì miễn bàn luôn, nó dày, nó dẻo, nó dai. Đấy, tay nắm cửa này chưa phải một giọt sơn ta nào các bạn này, zin hết, nội thất thì miễn bàn luôn. Mình quay qua mỗi con vài phút thôi, như bác nào yêu cầu thì mình sẽ quay chi tiết riêng sau. Đấy, cốp sau là cột sau máng nước đây, sơn zin tuyệt đối các bạn nhé. Từ cái giá để đồ nhẹ trên cao còn nguyên. Đấy, ốc bản này, cốp sau còn chưa chạm vào lề mỏ lết đây các bác này. Và đặc biệt này, keo chỉ đây zin hết đây các bạn này. Chẳng cần phải được giới thiệu nhiều thì các bạn cũng biết Hyundai Getz là một cái mẫu xe quốc dân, một mẫu xe nội địa Hàn Quốc, chạy thì ok luôn, không phải bàn về chất lượng, xe nhập hàng khẩu các bạn nhé. Đấy, gầm này, gầm sáng quắc luôn, lốp láp còn rất dày đây các bạn này. Các bạn mua chiếc xe này về không phải mất tiền làm, vì bên mình đã kiểm tra bảo dưỡng kỹ rồi. Xe được phun đồ chơi là vè che mưa, mạ chân kính, y lốc, tay nắm cửa mạ chrome.
Đấy. Các bạn quan sát phần chỉ cánh tiếp theo bên phụ đây. Chỉ cần nhìn sơ bộ qua những cái chi tiết mình quay như này là các bạn cũng thấy một chiếc xe rất đẹp rồi. Từ cái lỉ táp ly nó còn nguyên đây các bạn này. Cái này sản xuất năm 2008 các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Lòng trong cánh cửa nó là sơn zin tuyệt đối hết rồi. Và chỉ cánh cuối cùng để chúng ta chốt lại phần ngoại thất đây các bạn này. Không mất một phân keo chỉ nào. Đồ nhựa nó còn gai góc, nó sần sùi đây các bạn này, nó thể hiện một xe đi rất ít. Đấy, táp ly đồ nhựa đây các bác quan sát này. Chiếc này nó là bản đủ các bạn nhé. Xe được trang bị màn hình cam nui. Về độ zin thì chiếc này còn zin rất nhiều các bạn ạ. Mà giá chiếc xe này bên mình chào bán, đang chào bán tại hàng với giá là 198 triệu các bạn nhé. 198 triệu cho một chiếc Hyundai Getz nhập khẩu số tự động, máy 1.4. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Toàn bộ đèn đóm này, nó là zin nguyên bản theo xe hết các bác này. Đấy. Từ cái thương hiệu của tập đoàn Hyundai đây. Tư nhân một chủ sử dụng từ mới. Đẹp xấu được thể hiện trên chính cái mí này. Cái mí ba lần sốc trước này, chạy ít thì nó mới còn các bạn này. Chạy nhiều thì rụng rồi. Đấy. Và giờ mình sẽ lổ máy để các bạn cùng mình xem phần trái tim của chiếc xe xem có ok không. Động cơ máy 1.4 nó khỏe khoắn các bạn ạ. Đấy, các bạn quan sát này. Xe chạy 19 vạn các bạn nhé. Không tua công tư. Nếu các bạn có nhu cầu bên mình sẽ test hãng. Và bên mình mới có một cái dịch vụ mới là các bạn được xem xe tại nhà. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, các bạn chỉ đặt cọc một chút tiền, bên mình sẽ cho nhân viên đánh xe lên tại nhà các bạn, cho các bạn test thử xe. Nếu các bạn ưng thì các bạn lấy, các bạn không ưng thì các bạn chi phí một chút tiền đi lại cho anh em, là anh em sẽ lại đi xe về nếu không ưng. Còn cam kết nếu sai về nào bên ấy chịu. Đó là một cái chi tiêu chí là phục vụ khách hàng của bên mình. Giờ còn rất nhiều xe đang chào bán tại hàng trong những lúc kinh tế khó khăn, những chiếc xe dưới 200 mà lại là số tự động thì đây là một cái mẫu xe lựa chọn rất hiếm các bạn nhé. Đấy, đèn đó của em nó này, zin hết. Và đây các bạn quan sát khối động cơ của dòng Hyundai Getz máy 1.4 đây, máy thì đại chất luôn. Zin hết đây các bạn này, từ máng nước bên phụ này cho đến cái giằng đầu tem mác còn nguyên. Máng nước bên lái đây cũng vậy này. Và đây keo chỉ này, ốc bản này, nóc cabo nó còn zin chưa ra đây các bạn nhé. Chỉ zin không mất phân nào. Mộc mạc nhà quê đấy các bạn này, không dùng hóa chất tẩy rửa. Và xin giới thiệu các bạn là các bạn nào yêu cầu yêu thích cái dòng Hyundai Getz thì cứ liên hệ theo số hotline của mình để trên màn hình. Và giá chiếc này chỉ có một chưa đầy 200 triệu thôi. Đấy. Động cơ khỏe khoắn các bạn nhé. Máy lổ thì đại chất luôn. Không có tiếng kêu lạ, rít 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 các bạn này. Không hơi thừa, không khói này các bạn này. Riêng vào ngày máy thì miễn bàn luôn. Và để kết thúc chiếc đầu tiên, Hyundai Getz sản xuất năm 2008 số AT. Bao zin cả xe cho các bạn, cam kết không đâm va, không thủy kích, máy số giữ nguyên. Và giá rất hợp lý, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình. Và giờ mời các bạn chuyển sang chiếc xe thứ hai. Chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2010 đời chót màu bạc, không taxi, dịch vụ một ngày, biển tỉnh, cam kết bao zin cả xe cho các bạn nhé. Bao zin hộp số nguyên, máy zin, thân vỏ cao chỉ, keo chỉ không mất phân nào. Đấy, sơn si này, hình thể bên ngoài các bạn quan sát. Những cái đường chỉ chìm, chỉ lồi của xe thì các bạn cũng đã nhận thấy đây nó là một cái mẫu xe quốc dân, một chiếc xe về form dáng vẫn còn nguyên đấy các bạn này. Một mẫu xe về lói về form dáng thì đẹp nhất phân khúc dòng hatchback đây. Đấy. Xe đã được trang bị một dàn ná răng phay đây các bạn này. Một dàn mâm đúc đây. Sang vàng 5 cánh đây. Đấy. Các bạn quan sát từ cái lẹp chống va đập 4 cánh bằng nhựa. Đèn vẫn còn nguyên. Đấy. Chỉ là chạy dọc thân xe căng đét. Phun đồ chơi. Vè che mưa, ốp gáo gương, nẹp chân kính. Rất nhiều những đồ chơi. Đấy, từ cái anten huyền thoại vẫn còn nguyên. Mình sẽ đi vòng quanh một lượt để các bạn quan sát phần ngoại thất trước. Đấy.
Một cái form dáng rất đẹp đang chào đón các bạn. Và xin giới thiệu chiếc với các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 186 triệu các bạn nhé. Chỉ có 186 triệu thôi các bạn đã sở hữu ngay một cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Và lại là xe không taxi. Đấy. Từ cái nhựa ba sốc sau nó còn nguyên này, chưa phải một giọt sơn nào. Tem này, mua tại tập đoàn Hyundai, nhà mà cửa hàng Hyundai Việt Trì đây. Đấy. Đèn trước, đèn sau zin hết. Đấy, các bạn quan sát phần ngoại thất à. Đấy, sơn xi bóng mượt, keo chỉ zin tuyệt đối. Chiếc xe này cũng đã được bên kỹ thuật bên mình kiểm tra hết rồi. Các bác mua chiếc xe này về không phải làm gì, chỉ việc sẵn đi thôi. Đấy. Và phần đầu tiên các bạn quan sát này, cua lốp bên lái đây. Đấy, cua lốp kiếm được một chiếc ghế mà cua lốp nó còn nguyên như chiếc này nó không phải đơn giản các bạn ạ. Đấy. Chạy nhiều hay chạy ít nó thể hiện chính những cái chi tiết nhỏ như thế này. Và là răng của em nó đây, là răng rất đẹp. Và đặc biệt là các bạn quan sát được ba bô lê này, ba bô lê bên lái này chưa phải một giọt sơn nào các bạn nhé, gầm sáng choang. Khi quay video mình quay rất chi tiết các bạn nhé, xấu đẹp quay hết, không cắt ghép video, không lồng tiếng, để nguyên mọc luôn. Rất mong các bạn khi xem video like và chia sẻ cho kênh ô tô cũ Hùng Mê Linh. Bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình, bác nào có kênh rồi thì cho mình xin một nút like. Và xin giới thiệu với các bạn là hôm nay mình sẽ quay tổng thành 3 chiếc Hyundai Getz các bạn nhé, để các bạn nhân tiện là xem luôn. Xem có ưng được chiếc nào thì liên hệ ngay cho mình theo số hotline 0913660299. Đấy, lòng trong cánh cửa đây, sơn zin, chỉ zin, không mất phân keo chỉ nào, đồ nhựa rất tươi mới đấy các bạn này. Xin giới thiệu lại với các bạn là chiếc xe này nó là sản xuất năm 2010, bản đủ các bạn nhé. Đấy, từ cái phím này, sơn nó còn zin hết này. Và đây các bạn quan sát phần đồ nhựa này, đẹp xấu là thể hiện lên chính cái bô lăng này các bạn này. Đấy, bô lăng này, phím còi này, nhìn rất gai góc, chưa bị mài mòn nhiều, nó thể hiện một xe chạy rất ít. Đấy, và đây bô lăng củ số đây, củ số thì nó phai mờ theo thời gian thôi. Và đặc biệt chiếc này đồ nhựa thì chấm hết luôn. Và đây, đồ nhựa táp lô của em nó đây. Đấy, các bạn quan sát này, nó gai góc các bạn nhé. Đây nó là cái chống nắng thôi. Và đẹp xấu nó lên từ cái đồ nhựa này, cái thềm lên xuống này, lên nhiều thì đương nhiên nó phải mòn như đầu ông sư. Và cái rong của nó rất đẹp đây các bạn này. Đấy, tem mác còn nguyên, đinh đố này. Đấy, ốc bản đề bên lái đây, chưa chạm cả lề mỏ lết các bạn nhé. Một bộ áo ghế mới khét luôn. Như bạn trước đã nói là các bạn mua chiếc xe này không phải làm gì, sẵn đi thôi. Đẹp từ trong ra ngoài. Đấy, nội thất này. Và chiếc xe này trần thì trần 5D các bạn nhé. Đấy, mình quay tiếp. Bản đủ hai đèn trời trần đấy các bạn này. Và đây, chỉ cánh tiếp theo bên bên lái đây các bạn này. Lòng trong cánh cửa cả hai cánh trước sau zin hết, không mất phân keo chỉ nào. Và đồ nhựa này không hề khoan đục các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, khi cái dòng taxi này hay khoan đục ở đây, những chiếc này zin hết này. Và đây, từ cái này chưa phải một giọt sơn nào, nó còn đẹp bóng ánh như thế này các bạn này. Hình ảnh nó nói lên tất cả, không cần phải quảng cáo nhiều. Và các bạn lên so sánh chiếc xe của mình với những bạn khác đang bán trên thị trường, xem có xứng đáng cái giá là chỉ có 186 triệu thôi. Các bạn đã sở hữu ngay một cái chiếc xe nhập mà lại là xe không taxi thì nó là hàng hiếm rồi. Nội thất thì quá đẹp. Đấy, các bạn quan sát lại phần bua lăng, củ số này, phanh tay còn gai góc này. Xe được trang bị màn hình cam lùi các bạn nhé. Đây, không giấu giếm gì, thành vách lòng trong cánh cửa khe rãnh của em nó đây. Đồ nhựa này mới khét hơn khẹt luôn. Kính này, toàn bộ kính là zin hết, made in Korea. Chỉ cần nhìn cua lốp này. Và không mất thời gian các bạn để mời các bạn quan sát phần cốp sau của xe đây. Máng nước bên bên phụ đây các bạn này. Ốc bản cốp sau zin hết này. Đấy. Cốp này, cả hai bên là chưa phải một giọt sơn ta nào, từ cái giá này nó còn nguyên đây các bạn này. Và đây các bạn quan sát phần keo chỉ cốp sau này, keo chỉ zin tuyệt đối hết các bạn nhé. Nó là tiền nào của đấy các bạn ạ. Xe đẹp thì nó phải giá, nó phải đẹp. Xe xấu thì không thể nào có giá cao được.
Đấy, các bạn quan sát phần đựng lốp dự phòng hai bên này, chưa phải một giọt sơn ta nào. Và con này thì đẹp từ trong ra ngoài rồi. Đấy, các bạn quan sát này, quá chuẩn luôn. Lốp là lốp bé, lốp theo xe còn nguyên các bạn nhé. Hiếm chiếc hết còn cái lốp theo xe dự phòng như thế này, lốp bé. Rất đẹp, rất xuất sắc. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình theo số hotline 0913660299. Và đây các bạn quan sát phần cua lốp bên phụ đây, không trong bánh ngoài lá gì, đinh đố nó còn nguyên. Đấy. Lốp này, lốp Michelin đây các bạn này. Ba bô lê này, cả hai bên cầm sáng choác luôn này. Cam kết các bạn không đâm va, không thủy kích. Và đây, các bạn quan sát phần chỉ cánh cuối cùng đây. Lòng trong cánh cửa bốn cánh như nhau, đinh đố zin, chỉ zin, không khoan đục, không taxi. Nếu các bạn đến mà phát hiện ra chiếc xe này mình không trung thực, mà nó là khoan đục, nó là dịch vụ, mình hoàn tiền đi lại cho các bạn luôn. Và xin nhắc lại các bạn, nếu các bạn có nhu cầu mình sẽ đánh xe đến tại nhà là các bạn xem xe. Đấy. Chỉ zin thì không cần thiết phải kiểm tra phần đinh đố các bạn nhé. Khi đâm va thì nó phải va vào từ bên ngoài mới vào bên trong được, cho nên bóc rong nhiều ra nó nhão. Bên mình luôn cam kết bằng văn bản kỹ sản phẩm mình bán ra các bạn này. Đấy, chỉ này. Và đây, táp ly cuối cùng là các bạn cùng mình test thử phần, đã kết thúc phần ngoại thất đây. Đinh đố cũng như là đồ nhựa thì con này thì quá đẹp rồi. Đấy, tay này, bốn cái tay nắm cửa mở cửa. Đấy. Chưa phải một giọt sơn, nếu các bạn đến mang thợ đến, không tự tin mang thợ đến phát hiện ra mình nói không đúng, mình hoàn tiền, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vào đây, không hề khoan đục các bạn nhé. Rất đẹp, rất xuất sắc luôn, như mới luôn. Và đây các bạn quan sát phần ốc nhái bạn là phía bên bên phụ đây, cũng như bên này là zin hết, chưa chạm cà lê mỏ lết gì. Và để kết thúc phần thân vỏ với một chiếc Hyundai Getz không taxi dịch vụ một ngày, giá chỉ có 186 triệu. Thì mời các bạn đến phần cuối cùng của xe để chúng ta cùng nhau test thử phần trái tim của chiếc xe, xem chiếc xe có xứng đáng cái giá mình đề xuất hay không. Thì mình sẽ lộ thử để các bạn cùng mình test thử phần cuối cùng, xem em nó có xứng đáng cái giá 186 triệu hay không. Công khai giá luôn từ ban đầu các bạn nhé. Đổ hết đây. Nhưng con này máy gầm thì miễn bàn luôn các bạn ạ. Kính này, bốn kính hoạt động rất ok các bạn nhé. Đây, các bạn quan sát chân phanh, chân ga, chân côn nó còn đẹp như thế kia, các bạn yên tâm luôn. Đây các bạn quan sát phần lóc cabo này, toàn bộ keo chỉ này, không mất một phân nào các bạn nhé. Ốc bản đề này vẫn còn mộc mạc này, chưa ra này. Đấy. Sơn zin chưa phải một giọt sơn đạ nào. Đấy, các bạn quan sát xem có mất phân keo chỉ nào. Dòng ghét thì ít khi mất keo chỉ các bạn nhé, nếu chỉ khi là đâm va chạm trồ nó mới mất chỉ thôi. Ốc zin hết. Và đây máng nước đây, máng nước bên lái này zin hết này. Và đây cái giằng đầu của em nó đây, tem mác còn nguyên. Và máng nước bên phụ cũng vậy đây các bạn này. Đấy, các bạn quan sát này, bên này cũng vậy này, zin hết này. Đấy, các bạn quan sát phần trái tim này, củ máy nhìn rất sáng các bạn nhé. Đấy, máy đang nổ này, cục cao su chân máy nó còn nguyên đây các bạn này. Đấy, máy đang nổ này. Zít luôn các bạn nhé. Hình ảnh nó nói lên tất cả, mình không cần phải quảng cáo nhiều. Đây các bạn quan sát này, không một chút hơi thừa, một chút khói các bạn này. Đấy,
Và để kết thúc chương giới thiệu với các bạn về chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2010 màu bạc với giá 186 triệu không taxi dịch vụ một ngày. Để mời các bạn di chuyển sang chiếc cuối cùng. Đấy, chiếc cuối cùng đây các bạn này. Vừa đây các bạn quan sát này. 2009 các bạn nhé, không taxi dịch vụ một ngày. Được trang bị phần ngoại thất là màu đẹp nhất của dòng Hyundai Getz màu vàng cát đây các bạn này. Cũng full đồ chơi quanh xe. Đấy, các bạn quan sát phần tổng thành về phần ngoại thất này. Xe được trang bị này. Đấy, mâm là mâm đúc các bạn nhé. Đấy, toàn bộ 4 quả được trang bị mâm đúc đây các bạn này. Đấy, keo chỉ về con này thì nó là căng đét rồi. Đấy, từ cái mạch ba là sốc này. Chỉ chạy dọc thân xe này. Đấy, các bạn quan sát này, đẹp xấu nó thể hiện trên chính hình thể bên ngoài. Cũng ốp có ốp gáo gương, cũng có vẻ che mưa mạ chân kính inox, tay lắm cửa mạ chrome. Lẹp chống và đập bốn cánh còn zin hết đây các bạn này. Đấy, các bạn quan sát phần hình thể em bên ngoài của em nó này. Rồi cái màu vàng cát thì lâu lâu mới bắt được chiếc chứ không phải lúc nào cũng bắt được các bạn nhé. Đấy. Bác này bác ấy rất chịu khó đi cúng cho nên là bác ấy làm một bông sen vàng. Các bạn không thích thì có về các bạn bóc đi. Vẫn còn nguyên số điện thoại của cái cốp sau của bác đấy. Các bạn cứ điện cho bác ấy xem có đúng chiếc xe này nó không taxi hay không. Bác ấy mua, bác ấy đi rất giữ gìn các bạn nhé. Thì mới được cái phần ngoại thất và phần thân vỏ sơn xi nó đẹp như chiếc này. Đấy. Và đây các bạn quan sát này, cua lốp này. Đấy, cua lốp là còn zin hết, đợt này được cái là 3 chiếc xe Hyundai Getz toàn là hàng tuyển thế các bạn này. Cua lốp zin hết này. Đấy, lá răng này. Lốp lắp này. Đấy, các bạn quan sát này, 3 bu lê này. Đẹp xấu quay hết các bạn này. 3 bu lê bên lái này. Vẫn còn nguyên bụi đường các bạn nhé. Bên mình không dùng hóa chất tẩy rửa, về chỉ phụt qua nước là quay bán luôn. Đấy. Hình thức thì không phải bàn. Mình sẽ đi kết thúc phần ngoại thất một lượt để mời các bạn đến phần đầu tiên chúng ta cùng nhau kiểm tra phần keo chỉ. Đây, lốp này, lốp giày bích đây các bạn này. Đấy. Quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn các bạn nhé. Cái màu vàng cát này nó tô điểm lên xe rất nhiều. Và đây cũng là một bộ áo ghế mới các bạn này. Đấy, các bạn quan sát nội thất này, trần xe này 209 chiếc này cũng hai đèn trần các bạn nhé. Nó là bản đủ mới có hai đèn trần kìa các bạn kìa. Đấy, mộc mạc nhà quê đây các bạn này. Đấy, từ cái bậc tam cấp này. Đấy, tem mác này Majin Korea sản xuất năm 2009 các bạn nhé. Đấy, ốc nhái bên lái này zin hết, chưa chạm cà lê mỏ lết này. Nội thất thì miễn bàn luôn. Bô lăng này, bô lăng là phím còi nó là zin đây các bạn này. Nó hàng có túi khí đây các bạn này, nó có vết hằn này. Củ số con này thì đẹp này. Đấy các bạn, củ số zin các bạn nhé. Từ cái áo số cũng là zin này. Từ cái gạt tàn châm thuốc này, từ cái tẩu châm thuốc còn zin này. Đấy, phanh tay này. Giá rất hợp lý các bạn nhé. Chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 152 triệu. Có lọc lá cho các bạn nhiệt tình. 152 triệu. Đây, đồ nhựa của em nó đây. Bác này bác cái dán rất cẩn thận để chống nắng này. Đấy. Đồ nhựa này. Thì nữa mình sẽ test thử phần máy cho các bạn sau. Các bạn đầu tiên các bạn cứ quan sát này. Và toàn bộ này được dán rong hết. Và cam kết bạn là chỉ không mất phần nào các bạn nhé, dán rong này. Đấy. Đồ nhựa này. Cánh thứ hai bên lái đây các bác này. Toàn bộ bốn cánh là dán xong hết. Đây các bạn này, mình đã kiểm tra hết rồi. Chỉ này, chỉ trong là zin hết rồi. Đấy, các bạn quan sát ra phần táp lô đồ nhựa này. Không khoan đục, không taxi các bạn nhé. Chỉ có bụi bẩn theo thời gian thôi các bạn này. Còn toàn bộ là sơn, nó là sơn zin hết này. Riêng con này cửa đóng thì chấm hết luôn các bạn này. Đấy. Nó có rong nhưng nó đóng êm này các bạn này. Đấy. Và đây các bạn quan sát phần cốp sau của xe này. Đấy, máng nước này. Chưa phải một giọt sơn lạ nào các bạn nhé. Zin hết này. Ốc bản này, cốp sau này. Bác nào có nhu cầu cứ liên hệ cho mình theo số hotline 0913660299. Zin tuyệt đối hết. Ốc zin. Và đây chỉ đây. Chỉ zin hết này. Còn chưa kịp rửa giấy đây các bạn đã quay video luôn để nhân tiện quay cả ba chiếc luôn. Đấy. Không mất một phân keo chỉ nào.
Nội thất thì sạch đẹp đây. Bóng mượt từ trong ra ngoài. Và đây các bạn quan sát phần gầm xe này. Đấy, gầm của em nó đây. Cái màu vàng cát nó tô điểm lên cái xe nó rất đẹp đây các bạn này. Và đây các bạn quan sát phần ngoại thất cũng như là phần keo chỉ bên bên lái này. Đấy, cua lốp bên lái bên phụ này. Cũng như bên lái này các bạn này, cua lốp zin hết này, chứ phải một giọt sơn ta nào. Đấy. Nó răng này. Và đây các bạn quan sát này, gầm cũng như ba bu lê này. Ba bu lê bên phụ này. Chiếc này 4 chiếc đây. Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh cũng như là phần lòng trong cánh cửa tiếp theo bên phụ đây. Dòng khoan đục không bao giờ có một cái nội thất nó tươi đẹp như này các bạn nhé. Đấy. Cánh này kêu rất êm. Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh cuối cùng để chúng ta cùng nhau kết thúc phần ngoại thất. Thời gian không có nhiều thì mình sẽ cố gắng quay đủ cả 3 chiếc để xem biết đâu đó các bác nào có nhu cầu sử dụng dòng Suzuki Naked nhập sẽ liên hệ trực tiếp cho mình theo số hotline 0913660299. Và chiếc xe này được trang bị một cái đầu của dòng Atit của Toyota các bạn ấy. Nghe âm thanh rất hay. Và đây chìa khóa đây, còn một chùm chìa khóa nguyên bản thôi. Và đây các bạn quan sát này, không hề khoan đục các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, chất lượng đồ nhựa này. Và ốc nhái bản này phía bên bên phụ đây. Cũng như bên lái zin hết, chưa chạm cà lê mỏ lết. Và để kết thúc phần ngoại thất để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe để chúng ta cùng nhau test thử phần trái tim của chiếc xe. Xem chiếc xe này có xứng đáng cái giá 152 triệu hay không. Thì mời các bạn cùng mình để test thử phần trái tim của em nó. Và xin giới thiệu lại các bạn là chiếc xe này nó là bản đủ các bạn nhé. Và để không mất nhiều thời gian của các bạn này, mời các bạn đến phần cuối cùng của xe để chúng ta cùng nhau test thử phần trái tim của chiếc xe. Xem chiếc xe có được như lời mình quảng cáo không. Riêng con này máy gầm đại chất luôn các bạn nhé. Mộc mạc của phần 100% luôn các bạn này. Đấy các bạn quan sát mộc mạc từ cái lắp capo này. Đấy, vẫn còn nguyên bụi bẩn này. Đấy, và đây các bạn quan sát cái giằng đầu của xe này. Đấy các bạn quan sát này. Hai bên máng nước trước phải trái này. Từ cái giằng đầu còn tem này. Và đây ốc bản đề cũng như là chỉ đây các bạn này. Và là thích yêu xe mộc thì đây là một cái lựa chọn rất hợp lý các bạn nhé. Chỉ có 152 triệu thôi mà các bạn sở hữu luôn một chiếc xe zin tuyệt đối như chiếc này nó là hiếm rồi. Đấy. Ốc nhái chỉ zin và máng nước sơn xi đây, chưa phải một giọt sơn nào các bạn nhé. Khoang máy còn không dùng hóa chất tẩy rửa để nguyên mộc luôn đây các bạn này. Đấy. Đây các bạn quan sát này. Máng nước bên lái này. Và máng nước bên phụ này. Đấy răng đầu này. Đấy, máy con này đang lổ đây, máy lổ lì lợm luôn các bạn nhá. Đấy, máy đang quay này. Và bác này bác ấy rất cẩn thận đây. Mua hai lọ dầu gió mở lắp ra để treo đây cho nó chống chuột đấy các bạn này, vì người ta ít đi. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Đấy, các bạn quan sát này, không một chút hơi thừa, một chút khói các bạn nhé. Và giá chỉ có 152 triệu thôi, các bạn đã sở hữu ngay một cái dòng Hyundai Getz nhập. Được sản xuất tại một đất nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển như Hàn Quốc thì các bạn không phải suy nghĩ các bạn ạ. Và để kết thúc chương trình giới thiệu các bạn về 3 chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2008 cho đến 2010 giá từ 152 đến 200 triệu. Thì đây, bên mình còn rất nhiều những mẫu xe đang chào bán tại cửa hàng đấy các bạn này. Đấy, Kia Morning hiện giờ còn 5 chiếc. Y10 còn rất nhiều. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình. Và địa chỉ bãi xe mình đây, mặt đường Quốc lộ 2 thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe mình. Và để kết thúc chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.